quay tiếp. Ủa mà nó sẽ tạo lòng, nó sẽ tạo phỏ lê à. Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube này nha. Hiện tại thì mình đang có mặt ở chỗ nhà của Lộc Máy Cổ. Hôm nay Lộc không có đi sửa xe, cũng như là không có đi sửa máy. Hôm nay thì Lộc ở nhà cho chạy thử lại con động cơ là Yanma 4LD. Thì cái máy này Lộc cũng để khá lâu rồi. Hôm nay thì mới tiến hành cho chạy lại. Các bạn người cùng thấy cái miếng bạc mà nó muốn xét luôn. Cái dàn cò ở bên ngoài thì tại cái máy này nó không có cái... tình trạng hiện tại là nó không có cái nắp chụp cò ở trên đó. Ủa, cái máy này là nó không có máy nắp chụp cò hay là có mà mình không gắn vô Lộc? Có mà mình không gắn vô ha. Thì vì lý do vậy cho nên là lâu lâu chạy thử là kiểm tra ra luôn. Thì sẵn đây mình quay cho mọi người xem. Cái máy này là dòng tua nó gần 1000. Mã lực của nó là 60. Đây, bốn cái béc nữa nè. Nó nằm độc lập gợi nhau ha. Ủa cái này nó nặng hôm đó là bao nhiêu Lộc? Nặng khoảng 2,5 tấn, có luôn cái dàn sắt xi bên dưới ha. Đây, cái này là cái máy này hôm đó là mình cũng đã có quay chạy thử một lần rồi các bạn. Nhưng mà hôm nay thì Lộc muốn chạy ra kiểm tra cho nên mình lại tiếp tục quay. Cái dàn cái này cái gì anh quên rồi ta? Cái sụp cò. Cái cây này có thể là điều khiển sụp cò bốn cây ở trên này. Thì cái này mà mỗi lần mà muốn cho chạy lại thì nó rất là khó, là khó cái chỗ như thế này nè. Tức là phải lấy cái máy khác để mồi lên thì nó mới được. Nếu mà quay tay thì cũng vẫn được, mà quay tay khoảng 3-4 người đó quen cái muốn thở ra, muốn thở oxy luôn á. Nè, cái đồ quay tay nè. Cái bánh trớn này là nó nặng khoảng chừng 400-500 kg nha. Rất là dày, rất là nặng. Bồ cọ ở trên nè. Má ơi, mấy cái cây này nó bị sét ăn hết trơn à. Bên trong có nhiêu Lộc? Tắc tư à? Hả? Tắc tư. Ừ. Dính rồi. Bỏ lầu có dính. Bỏ lầu có dính hả? Ừ, cái này phải lấy nhớt, cái dầu gì xịt lên mới được em ơi. Dạ. Này đúng là những cái máy cổ ngày xưa các bạn. Nói chung là mà những cái nó không có phải mà bén nhọn như đồ bây giờ. Nói chung là những cái đồ ngày xưa các bạn người thấy nè, nồi đồng cối đá mà, nói chung là sắt bự rồi, cái gì nó cũng bự hết. Bù lon con tán thì con nào cũng nói bự bành không à. Dòng máy này thì cái tua nó rất là chậm nha. Chạy thì đều muốn là đếm dòng được luôn. Thì để như thế nào chút mọi người cùng xem lại siêu phẩm. Ủa bao nhiêu năm mà ta cái máy này hả Lộc? 1950. Thì cái máy này tính tới thời điểm hiện tại là 74 năm ha. Đây cho là mọi người xem lại cái model của máy nè. Yanma 4L GF. Đó. Còn cái ở trên là nắp, cái nắp tại mình kêu cái nắp V-Lad đi. Cái này nó nằm gời ha, chứ nó không nằm liền. Cái này là những cái lỗ mà nuôi nhớt lên này. Đây thì có lẽ là mình cũng đã có quay ở trên kênh của mình rồi, nó cũng không có gì đặc biệt hơn. Thì có một số bạn thì đã theo dõi kênh mình thì cũng đã coi cái máy này đó. Thì cũng như lúc nãy mình nói là tại vì bỏ lâu rồi không chạy, Lộc muốn kiểm tra lại coi như thế nào á. Chứ nhiều khi để ngoài nắng ngoài mưa nó cũng một phần nào đó cũng ảnh hưởng. Đây các bạn người thấy nè.
cái hệ thống nè. Wow, mấy cái bếp nè, dùng cò, xịt cò nó đây, quay tay. Thì nó cũng không có gì đặc biệt hơn đâu, thì nó cũng như thế thôi các bạn. Rồi con cái là đồ ngày xưa thì nó là nồi đồng cối đá thôi, bù lon con tán như các bạn người thấy này. Thì chỉ là cái cà te thì nằm bên dưới. Đây cà te nhớt này. Chỗ này là mấy con ốc mà bắt liền với cà te. Này chắc có lẽ là ngày xưa nằm trong cái máy, một cái nhà máy gì hả Lộc ha? Dạ. Này nó nằm, cái máy này ngày xưa nó nằm ở đâu ta? Nằm trên tàu biển. Tàu biển hả? Tàu biển ngày xưa chạy mấy cái này chắc dữ lắm à. Rồi, để cho không mất nhiều thời gian thì bây giờ thì Lộc sẽ tiến hành cho đề cho chạy thử coi nó như thế nào. Mọi người cùng xem hết nha. Hôm nay thì Lộc sẽ không có lấy cái máy mồi cũng như là không có quay tay. Mình sẽ lấy một cái motor để mồi đằng cái bu ly đằng kia để cho chạy cái máy này ha. Đấy, cho nên là mỗi lần mà cho chạy cái máy này thì cũng hơi cực công là cái chỗ vậy các bạn. Đấy, thứ nhất là hiện tại là cái máy này không có cốc đề ở trên máy. Có một lần mình quay á, là mỗi lần cho chạy máy này lấy cái máy xăng mồi cũng với cái tư thế đó. Mà hôm nay thì Lộc lấy cái motor 5 ngựa mồi ra ngoài đó. Bên kia, mấy mét bên kia được không? Đây cho mọi người xem lại cái ngoại hình của một cái cục máy cũng khá là lâu. Ở đây thì nó có cái model máy nè, 60 HP. Bên đây thì 8 dòng tua là 850. Còn mấy cái này thì mình có lẽ là không gành hơn. Có cái này thì mình gành, với cái này là mình biết thôi. Thì mình có nói sai sót thì mong mọi người xem thông cảm nha. Còn ở đây thì thông số gì mà kính thưa các loại luôn, giống như một cái dãy số mà sổ số gì. Wow, đúng là cái đồ nồi đồng có đá 74 năm, gắn nhện gì, lá cây gì nó rụng, không biết có trứng thằng lằn trong đây không biết. Các cái ống dầu này là bằng thau được không các bạn, nó cũng đặc biệt lắm. Ồ, cái đầu này tròn tròn giống cái nhìn nó đặc trưng quá ha. Rất là tròn mà nó cũng rất là vừa luôn. Còn đây là cái lỗ mũi thở nè. Giờ xét ở trong nè, các bạn người thấy nè. Có lẽ là do mưa gió đồ sương xuống rồi đó, rồi nên lâu ngày nè. Mấy con ốc này thì con nào nó rất là bự. Ôi, con ốc nào cũng thấy chà bá mấy ống dầu không đâu mẹ ơi. Cái nè này mình lấy cái viết đỏ chấm cái một ruồi, thấy cái viết long chấm một ruồi trước tới công chuyện luôn chứ. Được cái là dòng tua máy này nó chậm cực kỳ luôn đó các bạn. Còn ở trên này thì nãy Lộc có nói là nhớt nhỏ vô đây nè để nuôi cò. Đi qua đây thôi. Nó đang tìm cách để mà lấy cái motor đề, tạm thời là mình kêu là đề đi, để kéo nguyên cái máy đó. Thì cái này thì nó cũng dễ, là cái vấn đề khi mà mình kéo nó có chớn nó sập còn cái là nó chạy rồi các bạn. Đây là co dầu chả nè, đây là cái co tổng nè. Co này là sập cái này là 4 cái co ấy luôn. Máy này nó chạy là ít ăn dầu dữ hả Lộc? Đây bây giờ thì chưa có châm dầu luôn nha, nhưng mà thử coi. Lăn tiếp Lộc cái đậm. Chở không dây qua thì cũng cho nó dính cứng cũng... như ta. Thì do lý do để lâu ngày không chạy rồi nó có. Rồi gai kim nha. Mình sẽ tạo lòng đi kia, phỏng đi à. Thấy có dầu chưa? Chưa. Không nổi hả? Bu lên kia đi. Không nổi rồi. Đập, bước thử cái chút thôi quay nập.
đây đây đây. Đấy. Không đủ to, rồi chạy lên cao nữa. Chơi hơi lâu lâu đi. Rút điện, rút điện, rút điện mạnh. Đây nãy giờ thì Lộc chỉ thử một cái thôi nhưng mà chưa có ghim ống dầu nha các bạn. Nè. Ghim ống dầu vô rồi mới cho chạy. Nãy giờ nó còn cái lượng dầu trước đó đó cho nên là nó chạy. Bây giờ thì Lộc đang lấy thùng dầu ra treo lên để chạy nha. Đây là cách mà Lộc bảo trì một động cơ bỏ lâu này, nó xịt dầu lên những cái dàn cò ha cho nó có sự trơn tru. Tại nãy cũng đã lăn thử rồi, thấy nó cũng chạy là thấy cũng được rồi đó. Đây bây giờ thì sẽ chuẩn bị cho rồi. Chạy nha. Tôi phải nhóm trước mới được. Nó chưa có lên ngọt á cho nên là còn hơi bị trục chặt chút xíu. Rồi giờ sẽ tiếp tục cho chạy lại nha. Cái máy này mà quay tay khoảng 3 người mới quay nổi. Nên là Lộc cũng đã chuẩn bị một cái bimo trước đó, motor xin lỗi để mà hỗ trợ lôi kéo. Ủa mình xả dầu bọt hả Lộc? Yeah. À, ở đây xả dầu bọt thì nó có cái này. Đúng rồi, cái mấy cái máy cổ ngày xưa thì nó hơi đặc trưng, đặc biệt hơn chút xíu các bạn. Nó còn dít. Giờ nãy giờ bị dầu bọt cho nên là chạy chưa có ngọt. Điện đưa qua em ơi. Motor đang màu. Ứ thử rồi. Nó kêu cót cọt cót cọt cót cọt làm ứ thử rồi.
siêu phẩm đó các bạn. Chút nữa mọi người cùng nghe thử cái mà gam ti nè. Các bạn vừa khô ở trên nó chín mấy trái rồi, vừa nó chín đó, nó giật giật đi trên nó phá sai quả cái là mệt mình. Tìm được đâu những cái động cơ này nó cũng hơi hiếm nha. Cái động cơ này mà chạy cho mấy cái nhà máy mà xây gạo rồi đó, à, ngày xưa đó. Mấy cái nhà máy mà ép đường rồi đó các bạn. Thấy mấy anh bên Ấn Độ rồi này cái nọ thì còn mấy động cơ
tắt luôn. Rồi bây giờ thì máy đã tắt rồi. Giờ thì sẽ quay thử coi nó như thế nào, dù sao nữa máy bây giờ cũng đã nóng rồi các bạn. Tay thôi, tay mới chạy. Một tay mới chạy. Nó nổ rồi đó. Đi luôn. Bố lên, đi luôn, đi luôn, đi luôn, đi luôn. Trời đông quá rồi lại. Một tay mới chạy. Đang chỉnh cái thằng ga anti cho nó nhỏ lại nha. Lên ga hả Lộc?
có cây không bơm. Bây giờ không cây cây rồi. Cây không bơm. Thì hụt dầu các bạn. Bây giờ thì Lộc đã kiểm tra dầu xong, bây giờ tiếp tục sẽ quay nha. Quay tay. Bây giờ quay lại nha. Mình sẽ tiếp Lộc tay nha. Tay một thôi nha. Đâu? Đang chơi nhạc công vậy ha. Thank you.
rồi xong. Quá phá rồi các bạn. Chạy. Rồi nãy giờ thì Lộc cũng đã cho chạy thử cái động cơ là Yanmar 4000LD à, cũng bỏ khá là lâu rồi mới chạy lại. Đó, đúng là cái đồ cổ có khác ha. Có lẽ cái video mình xin tạm dừng ở đây nha. À, xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.